Cháu đi lấy cây về đó. Vâng. Muốn ngủ rồi bác. Ngủ rồi. Chim làm sao vậy đó? Xem á. Xem này á. Để con xem đi. Đâu chị lên được nữa, đầu em lên này được là hay nâng lên nữa. Một tí đi, tí mà. Được rồi này. Rồi. Nhưng mà vẫn thấp đấy. Chứ vừa khỏi tạm đã. Quá nhiều quá nó nặng đây. Đó.
Bà về nhà tôi làm gì? Không chú, cái này là nhà chị cơ mà. Nhà tôi cơ mà. Không phải đâu chú ạ. Trời ơi, chú có sai đâu mà. Không phải đâu chú ạ. Cái này là nhà của chị thôi. Cái nhà tôi đâu? Đây nhà tôi cơ mà. Chú nhầm rồi. Chú nhầm nhà rồi chú ạ. Chú nhầm nhà rồi chú ạ. Thế tôi nhà tôi ở đâu? Nhà tôi rồi mà. Không phải đâu chú ạ. Đây của nhà chị thôi. Đi ra. Nhà tôi. Nhà đi ra. Nhà chị ở đâu? Không phải đâu chú ơi. Đi. Không phải đâu. Đi. Không phải đâu. Nhà đây này nhà. Không phải đâu chú. Đi của nhà chị thôi. Chị. Chị đi. Chị ơi. Chị có ở chị ở đây. Không phải. Chị có ở đây đó. Chị có ở đây đó. Chị nhà chị thôi. Không phải đâu. Đi. Nói say rượu rồi, nghe nào say, đi về thôi. Nhà tôi. Không phải nhà đi về thôi, say rượu rồi, nghe nào say đi về. Nhà tôi. Đi. Không phải nhà mình đâu, đi về đi. Đây nhà tôi cơ mà. Đi về đi, đi về đi. Không phải nhà mình đâu, đi. Tôi dùng đây đây, nhà tôi mà. Đi về, đi về. Nhà tôi. Không phải nhà mình đâu, đi về thôi. Chị ạ, đấy, nhà em ngày nào cũng say rượu đấy. Ngày nào em vất vả lắm vậy. Nhà chỉ có đâu ơi, chỉ có bảo chú thôi, bảo ban ngày chú nào đâu. Cũng say thôi. Chị uống rượu đâu, uống rượu đâu là vào nhà chị thế, nhầm nhà thế thôi. Chú không biết là uống rượu đâu mà say mà cứ đuổi nhầm nhà, cứ đuổi chị đi, cứ bảo là nhà của chú đấy. Xong là cứ đuổi mãi chị bảo là không phải đâu, thế mà chú cứ đuổi. Thôi để em đi bảo nhà em xem nhà em nó có về không. Đi về đi, không phải nhà mình đâu, đi về đi. Không phải nhà mình đâu, ngày nào cũng say hay thôi, đi về. Đi về đi, không phải nhà mình đâu. Nhà mình đâu, đi về. Đây nhà tôi mà. Đây nhà tôi mà. Đi về. Nhà tôi đây mà. Nhà mình đâu, đi về thôi. Nào đi về. Đi về đi. Chị ơi, hổ, hổ, em đưa nhà em về với. Đi về, say nhiều lắm rồi. Đi về nhá chú nhá. Đi về nhá. Như vậy. Tôi ngủ nhà là chú mày dắt tao đi đâu? Phải nhà mình đâu, đi về thôi. Nhà tôi mà, tôi đi đâu? Đi về thôi. Đây nhà chị cho chú ạ.
về đến nhà rồi bán? Về đến rồi. Đó. Chú biết sai ở đâu mà lại về nhiễu vô nhà mình. Chú hay phơi bóc ở đây nè. Chú hay phơi bóc ở đây thì bán chú cứ nghĩ là nhà của mình quen đường. Nó con nhìn thấy chú phơi bóc ở đấy. Thế. Ngon. Mình sợ mình khóc à. Bà con làm cái gùi này để mai con đi chợ. Ừ, có gùi nó dễ hơn mà cháu. Cái gùi để mai đi chợ có đồng có thu nhập. Để hàng đi. Con nghịch làm gì? À, luôn. Rồi em đến xin lỗi chị. Có gì đâu thím. Thì bà xóm mình ở gần cũng có nhau, có gì đâu, cứ say cũng phải bỏ qua thôi. Chị thông cảm cho em đây, ngày nào cũng say chị ạ. Em khổ lắm. Không lo đâu. Thím cứ từ từ bảo ban chú đi. Để nó sao? Chú uống rượu say hay về nhà có tiểu chim không? Không chị ạ, về say là ngủ thôi chị ạ. Vâng, say là ngủ thì thế là tốt rồi. Nó say quá nó nhầm thôi. Vâng. Không cảm cho em đấy, rồi em khổ lắm. Không có gì đâu, thím ạ. Có gì đâu. Chị, mình cũng thông cảm cho nhau thôi. Ngày nào cũng như ngày nào say rượu này thôi. Cũng khổ nhỉ. Ngày nào cũng em say thế này cũng khổ đấy. Nhưng mà cứ từ từ bảo ban. Nó cắt được. Thôi, nó được. Điều gì đi chợ nó cũng tiện. Chắc là chú say rượu kiểu chú hay phơi bóc ở đây nhỉ? Ừ, nhà chú phơi bóc đây phải không? Ừ, nhưng mà chú hay phơi bóc đây nhưng mà là... lúc nào say rượu thì các cháu. Chú ở nhà có hay uống rượu không hả chú? Chú nhà phải uống thôi cháu ạ. Ngày 3 bữa chú uống, mỗi sáng thì 1 cốc, chiều 2-3 cốc. Cứ ngày 3 bữa chú uống suốt vậy. Không bỏ được đâu. Phơi bóc này được không hả? Phơi chả được rồi cháu ạ. Rồi nó cũng hàng tuần chưa được một nửa cán, mỗi mẹ được một khối không. Ông bà cũng vào công nhưng mà bọn mình không làm thì không có tiền thôi. Cứ làm ngày mấy chục cũng được. Ôi, mấy bà cháu làm nhá. Thông cảm cho em nhá. Em đi về. Kim đi về à? Kim về ạ. Thông cảm cho em nhá. Bà cho con mượn ra. Đấy nhá Kim nhá.